Vâng, xin chào tất cả các quý vị. Trong cái chương trình video clip trước thì chúng tôi cũng nêu ra là làm thế nào để sinh viên có được việc làm ngay khi mà ra trường. Thì chúng ta đưa ra 4 vấn đề. Một là kỷ luật bản thân, 2 là kỹ năng chuyên môn nhỏ, 3 là kỹ năng chuyên môn lớn và cuối cùng là thái độ và kỹ năng mềm. Thì trong cái chương trình đó thì chúng tôi nêu ra được 4 cái yếu tố đó. Nhưng mà làm thế nào để mà giúp họ để có 4 cái yếu tố đấy, cái đó mới là quan trọng. Chứ còn phán xét thì rất là dễ. Và trong cái chương trình video clip trước thì cũng có những người nói rằng là những cái thứ đó thì đi làm thì chúng ta mới phát hiện được chứ. Chứ làm sao mà phỏng vấn mà phát hiện được. Cũng xin thưa các anh chị, bộ phận nhân sự sinh ra để làm gì? Người phỏng vấn sinh ra để làm gì? Và tôi nói với các bạn rằng chỉ mất 10 phút họ hoàn toàn biết bạn là ai, bạn có gì. Vậy thì hãy trung thực, chúng ta bổ sung những cái thứ đấy một cách tốt nhất. Và ngày hôm nay clip này sẽ đưa ra vấn đề là làm thế nào để chúng ta bổ sung được toàn bộ những cái nền vitamin đó để trở thành mình đầy đủ hơn, để làm sao doanh nghiệp chào đón mình. Và cũng trong chương trình này thì tôi cũng mời những cộng sự của chúng tôi, bao gồm anh Trần Anh Tuấn là phó tổng phụ trách tài chính nhân sự, và người thứ hai là anh Vũ Văn Khoa, phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh. Chào chủ tịch, chào quý vị. Vâng, thưa anh Khoa và anh Tuấn, thì ngày hôm nay chúng ta bàn đến vấn đề đầu tiên, đó là vấn đề mà kỷ luật bản thân. Thế thì như anh Khoa nói là kỷ luật bản thân là dậy đúng giờ, ngủ đúng giờ, tập cách trung thực và đầy năng lượng khi làm việc. Vậy tôi lấy giả sử như là sinh viên học chiều, thì buổi sáng họ dậy từ lúc 5 rưỡi họ tập thể dục xong, xong buổi sáng họ không có việc gì họ làm thì họ ngủ tiếp. Thì như vậy thì làm sao mà rèn luyện được? Vâng, đấy mới là cái vấn đề mà chúng ta cần phải bàn ngày hôm nay anh ạ. Bởi vì là cái việc mà làm thế nào để cho chúng ta tập trung và giải quyết cái việc mà họ sử dụng cái thời gian rảnh rỗi để làm gì? Làm thế nào để tiêu tốn hết cái khoảng thời gian trống của sinh viên, bởi vì họ học một ngày có 4 tiếng thôi mà. Quả thực anh trao đổi rất là đúng, bởi vì có những sinh viên nói rằng là 1 năm 4 năm đại học họ ngủ mất 2 năm đấy. Vâng. Bởi vì họ có quá nhiều thời gian trống. Vậy thì như anh Khoa nói là vấn đề lõi của họ là thời gian trống. Đúng rồi. Có đúng không ạ? Thế thì theo anh là cái giải pháp nào để mà họ tiêu hết cái thời gian trống đấy nhưng mà nó vẫn giúp ích cho họ trong quá trình ra trường để đáp ứng được cái 4 cái yếu tố mà chúng ta nêu ra? Tôi chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi, đó là đi làm thêm. Đi làm thêm. Vâng. Cái này tôi hỏi anh Tuấn một chút. Giả sử là cứ cho là sinh viên họ xin được việc làm thêm đi, thì nếu họ làm thêm 4 tiếng một ngày thì tôi nghĩ nó có ảnh hưởng gì đến cái việc học ở trên lớp không ạ? Vâng, tôi chia sẻ thế này. Trước đây thì tôi cũng có làm giảng viên của trường đại học. Vâng. Thì tôi cũng có quan sát là nếu như các bạn ấy học 3 đến 4 tiếng ở trường thì cần 3 đến 4 tiếng để tự nghiên cứu lại cái bài mà đã học. Như vậy là chúng ta cứ bỏ ra là đi học mất 3-4 tiếng, nghiên cứu mất 3-4 tiếng thì hoàn toàn có thể là dành buổi tối để nghiên cứu. Vậy thì cái việc mà các bạn đi làm thêm buổi chiều trong vòng từ 2 đến 4 tiếng thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả. Như vậy là họ đá theo cái về mặt thời gian, họ đá theo kiểu 1-1-1 đúng không? 4 tiếng học ở trên lớp, 4 tiếng làm thêm, 4 tiếng nghiên cứu ở nhà, thì như vậy vẫn đáp ứng được. Nhưng mà đứng về góc độ là như anh Khoa thì làm giám đốc kinh doanh thì anh thấy đó. Giả sử bây giờ tôi là sinh viên mà tôi muốn đi làm thêm chăng nữa thì nói vậy thôi chứ xin được việc làm thêm cũng chưa chắc. Thì theo quan điểm của anh Khoa là nếu tôi xin việc và làm thêm và đúng cái chuyên môn kinh doanh, nếu tôi học ngành quản trị kinh doanh, tôi xin vào đúng chỗ kinh doanh của anh thì anh có nhận không ạ? Thường thì với cái việc mà quản lý cái đội ngũ kinh doanh thì chúng tôi khá là ngại về cái việc mà tuyển sinh viên mà vào gọi là học việc với thực tập. Nhưng mà như thế này thì là chúng tôi nhận này. Nếu như mà sinh viên các bạn ấy vào mà giao làm một cái tờ trình, bạn làm được. Yêu cầu đưa ra ý tưởng và bạn làm được một slide, bạn ấy làm được. Hay là đưa ra ý tưởng họ làm được một cái báo giá, họ cũng làm được. Hay là đơn giản về cái việc mà với lĩnh vực về chuyên môn về kinh doanh thì giao cho họ một cái data, họ phải biết telesale, ít nhất là cũng phải khi mà mời người ta đến thì mình cũng phải viết thuyết trình để cho khách hàng người ta hiểu về sản phẩm. Và cái phần đằng sau còn lại thì có thể là tôi hoặc là cấp dưới của tôi, các bạn có thể là tóm lại như là anh yêu cầu họ phải có chuyên môn nhỏ. Chuyên môn nhỏ. Ví dụ như là có data là phải biết telesale này, hay là còn gọi điện thoại để tạo cuộc hẹn này. Khi khách hàng đến thì ít nhất phải biết là đón tiếp khách hàng như thế nào. Đúng không? Rót nước ra làm sao, xong giới thiệu về sản phẩm như thế nào. Thế còn cái việc mà chốt sale cho em ý nó nằm xuống và thu tiền thì có thể anh hỗ trợ được đúng không? Trong một thời gian này em kia em cũng biết là vùng dậy, không cần phải anh Khoa hỗ trợ nữa, có đúng không? Vậy là từng bước họ tiến bộ. Nhưng mà những cái thứ tối thiểu phải làm được, đấy là quan điểm của ông làm kinh doanh. Thế quan điểm của ông nhân sự thế nào? Tôi nghĩ thế này, chúng tôi chỉ có thể tuyển khi mà các bạn ấy đáp ứng được cái yêu cầu tối thiểu của cái khung năng lực. Cái tối thiểu là như anh Khoa nói thì đấy có gọi là tối thiểu không ạ? Như anh Khoa nói thì tôi cũng có đồng ý. Thế thì chúng ta không thể kỳ vọng ngay là bạn ấy đang làm sinh viên
Mà từ khi nhận data cho đến việc mà bạn chốt hợp đồng và anh em mình chỉ có dồn tiền vào túi thôi thì cái đó là người đi làm chính thức còn khó. Tôi thì tôi cho rằng là đúng là làm thêm nó bị dính một cái câu chuyện thế này. Có phải một cái data là 300-400 nghìn không? Đúng rồi, nhưng mà thường thì cái người đi làm người ta nhận. Khi mà giao cho cái người làm part time thì họ thường là họ gọi điện cho những cái data đấy mà họ không có kỹ năng tele sale thì họ rất vô trách nhiệm. Và họ nghĩ rằng là không được thì thôi, nhưng mà thực ra doanh nghiệp đã mất 400 nghìn rồi. Tôi chưa kể là cái công lao của những người làm marketing. Thế thì cái đó là tối thiểu, ok. Nhưng mà bây giờ lại quay trở lại quả trứng và con gà. Thế thì theo anh Khoa là anh thì đòi hỏi chuyên môn đó. Thế thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại cái bài toán gốc là vậy làm thế nào để họ có cái khung năng lực tối thiểu như anh Tuấn nói, như anh vừa đề nghị. Thì theo anh có dành lời khuyên gì cho sinh viên? Bản thân tôi trước đây thì là học là làm về kinh doanh là trái nghề đấy. Nhưng mà để mà khi mà bắt đầu ra trường mà tôi có thể là làm được và doanh nghiệp họ chấp nhận về cái việc mà cho mình vào mình làm, thế thì cũng phải đầu tư về cái việc mà mình phải đi học thêm những cái chuyên môn nhỏ đấy ở bên ngoài. Vâng. Phải đi học thêm. Anh có dành lời khuyên thế nào cho sinh viên đi tìm những cái chỗ học thêm như thế không? Chia sẻ với anh là hiện nay thì họ có khá là nhiều cái sự lựa chọn, có hàng trăm trung tâm đang đào tạo về cái chuyên môn nhỏ như thế, những cái chuyên môn như thế. Nhưng mà hiện nay thì nó lại chia ra làm hai cái nhóm đào tạo. Cái nhóm thứ nhất là nhưng mà tức là cái kinh nghiệm đầu tiên đó là lời khuyên dành cho các bạn đó là hãy chọn những người thầy mà có thể làm được thực tiễn. Nhưng hiện nay trên thị trường thì có hai người thầy, hai kiểu người thầy. Thứ nhất đó là người thầy họ cũng làm thực tiễn nhưng họ kinh doanh trên chính cái việc mà cái kiến thức của họ, tức là chính là cái trung tâm của họ. Và cái nhóm thứ hai đó là người thầy cũng thực tiễn nhưng họ kinh doanh ở các lĩnh vực khác nữa. Thì chúng tôi coi trọng như vậy. Có hai ông thầy, một ông thầy là bán cái sản phẩm là chính ông ấy, là chính ông. Còn một ông thầy là kinh doanh một cái sản phẩm khác. Rồi. Thì như vậy là ông sẽ hiện hữu và đa dạng hơn, nhưng mà phải thành công. Thì phải thành công, đúng rồi. Tôi hoàn toàn đồng ý. Vì vậy sẽ có rất nhiều trung tâm cho các em ấy nó tìm. Và chúng tôi coi trọng cái người thầy thứ hai. Người thầy thứ hai hơn, đúng không ạ? Nhưng mà theo quan điểm của anh Tuấn thì một khóa học như thế thì tôi nghiên cứu trên thị trường nó rơi vào khoảng 5 đến 10 triệu. Nếu mà học gọi là nghiêm túc để mà làm được đấy, mất độ khoảng 3 tháng. Thì đứng về một dân tài chính thì anh đánh giá về mặt hiệu quả nó như thế nào đối với sinh viên, có nên đầu tư như thế không? Vâng, tôi thì đánh giá thế này, hiệu quả bản chất nó bằng cái thu được trừ cái bỏ ra. Vâng. Mà chúng ta thấy nó lãi là chúng ta làm. Thế thì với một cái khóa học thực tiễn 3 tháng như vậy thì các em nó có được một cái công việc làm thêm. Giả sử là sinh viên năm thứ nhất đi thì có 4 năm làm thêm và cũng kiếm được vài chục triệu rồi. Cộng cái việc là có cái nền tảng tốt sau khi ra trường để có được việc làm ngay. Vậy thì một bài toán là đầu tư 5-7 triệu để có thể là mang được về tiền về và có được tương lai tốt hơn thì tôi nghĩ là đó là hoàn toàn. Như vậy theo cách tính của anh là 48 tháng trừ đi 3 tháng đi học thì còn 45 tháng. Vậy. Coi như là mỗi tháng 1 triệu tháng, đi. Coi mỗi một, tháng một được triệu, gọi là khoảng đi. 1, 2 triệu, 2 triệu. 2 triệu. Thì cũng được 90 triệu. Như vậy vẫn lãi được 85 triệu, xong lãi được 4 năm kinh nghiệm. Xong này lãi được cái việc mà quan hệ xã hội này khác là biết hết. Đúng không nhỉ? Mà lại lãi được đúng cái phần chuyên môn mục tiêu của mình. Thế là hay đấy. Đúng rồi, cảm ơn các anh. Thế thì như vậy là trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta đã trao đổi xong được về cái phần kỷ luật bản thân và chuyên môn. Thế nhưng mà theo quan điểm của các anh thì cái thái độ thì mình giải quyết như thế nào? Như hôm trước anh Khoa nói thì theo quan điểm của anh Khoa cái thái độ. Thái độ và cái kỹ năng mềm. Vâng. Thế thì bản chất của cái kỹ năng mềm thì nó chính là cái việc mà chúng ta bạn phải học càng cao thì phải cố gắng làm thế nào để sử dụng cái kiến thức để cho nó phục cuộc sống nó hạnh phúc. Bởi vì là cuộc sống là gốc mà anh. Thế thì kiến thức là phục vụ cho cuộc sống. Thế cho nên là lời khuyên dành cho các bạn đó là các bạn học càng cao thì cuộc sống nó phải càng tốt lên. Vậy thì cố gắng làm thế nào quan sát để làm cho mọi người xung quanh mình hạnh phúc. Tức là bản chất của kỹ năng mềm là dùng kiến thức làm cho cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải dùng kiến thức để đấu kiến thức. Để đấu đá xong thì cuối cùng là cuộc sống nó tệ đi. Cho nên là thường là càng giỏi thì này hay bị sa đà vào cái việc cái tôi nó to và tranh luận, đúng không ạ? Thế nhưng mà đi làm thêm thế nó có tốt cho về mặt thái độ không các anh, theo quan điểm của anh Tuấn? Thực ra là tôi muốn tiếp luôn cái câu chuyện mà tôi chia sẻ vừa nãy. Tức là sau khi mà đi học như vậy, đi làm như vậy thì được cái gì? Thì tôi nghĩ là cái được lớn nhất đấy là xác định chính xác được là cái năng lực của mình thực sự ở đâu. Vì anh để ý là khi đi học đại học thì cái điểm cao, ai cao hơn thì là học giỏi hơn. Khi mà các bạn đi làm thì xác định rất rõ là kết quả của ai tốt hơn thì là người đó tốt. Vì đích của việc học là để ra làm kinh doanh tốt hơn chứ không phải là điểm cao hơn mà. Đúng rồi. Vì thế cho nên là có những ông điểm 10 ở trong trường đại học nhưng chưa chắc đã làm được tốt. Thế thì đúng rồi, khi đi làm thêm nó phản ánh đúng giá trị thực của bạn.
Cho nên bạn định vị lại, chứ không nếu không bạn cứ ở lớp bạn được 9 điểm, 10 điểm xong bạn nhìn đời bằng nửa con mắt, nhưng mà ra làm phát bạn sập luôn, bạn mới hiểu bạn là ai. Và lúc đấy mới thay đổi được mình, vì nguyên tắc người ta phát hiện ra cái ngu người ta mới thay đổi được mà. Chứ còn nếu mà người ta mà khi phát hiện ra cái ngu thì chắc chắn người ta không ngu nữa. Còn kẻ nào mà không thấy cái ngu của mình thì coi như là giỏi rồi, thì lúc nào thấy mình rất giỏi thì nêu giữ cái ngu vĩnh cửu. Vậy đấy, thì quan điểm là như vậy. Ok, như vậy là chúng ta tổng kết trong cái chương trình ngày hôm nay, thì theo ý kiến của anh Tuấn và anh Khoa thì tôi xin phép được tổng kết lại như thế này. Như vậy là cái căn bệnh lớn nhất của sinh viên không có kỷ luật bản thân đó là thời gian dư thừa. Họ không có thời gian, họ có quá nhiều thời gian dư thừa, vì vậy họ hay tìm đến những cái thứ mà giải trí và mua vui để giết thời gian. Thế thì làm thế nào để có được kỷ luật bản thân thì vẫn là bản chất là phải xử lý hết cái thời gian dư thừa đấy. Và theo lời khuyên của các anh thì xử lý thời gian dư thừa đấy bằng cách xin việc đi làm thêm và đúng chuyên ngành. Nhưng mà đi làm thêm và đúng chuyên ngành thì nó lại chúng ta phải đặt ra hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là có ảnh hưởng đến chuyên môn bên trong không? Thì tôi trả lời là nếu buổi tối không về học nghiên cứu bài ở trên lớp đại học thì ảnh hưởng đến chuyên môn. Nhưng mà một người có trí hoàn toàn có thể dành 4 tiếng buổi tối để làm cái việc đó, và 4 tiếng thời gian đi làm ban ngày thì rất là tuyệt vời. Vậy thì cái câu chuyện tiếp theo lại đặt vấn đề để đi làm thì họ phải có chuyên môn. Thế thì theo lời khuyên của các anh ấy là nên đi học những cái lớp học nghề ngắn hạn về như là kỹ năng tìm kiếm data, phân tích sản phẩm, telesale, đúng không? Rồi là tư vấn khách hàng. Còn lại những cái kỹ năng chuyên sâu hơn về mặt kinh doanh thì sẽ được hỗ trợ đào tạo sau. Thì đấy là cái khung năng lực tối thiểu. Và khi đi làm như thế, nó giải quyết được kỷ luật bản thân, giải quyết được chuyên môn nhỏ, giải quyết được thái độ vì định vị đúng bản chất của mình là ở ngoài cuộc đời. Và cái cuối cùng là họ phải có được cái kỹ năng họ hiểu học. Cuối cùng học nhiều mấy thì nhiều, nhưng phải làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc lên. Thì đấy mới là bản chất của việc học. Vậy thì với một cái chương trình như thế này thì tôi cũng hy vọng rằng mang lại được những cái giải pháp rất cụ thể hành động cho các bạn sinh viên trong ngày mai, để các bạn biết ngay cách là các bạn phải làm thế nào để cho cuộc sống của mình tốt lên và tránh ngồi kêu ca rằng tôi thất nghiệp, xã hội này làm cho tôi thất nghiệp. Và nếu như có thất nghiệp thì phải là chính bạn chứ không phải là xã hội. Và một lần nữa thì xin cảm ơn anh Khoa và anh Tuấn đã đến tham dự chương trình này. Và tôi chúc cho tất cả các bạn sinh viên sẽ đi từng bước chắc chắn và tiến đến cái ước mơ của mình một cách nhanh nhất. Xin trân trọng cảm ơn.